Lộ màu. Thôi Lại rồi, có một tí nha. bây giờ tôi vá luôn được nhá. Ok, vào đi. Đi luôn thôi. Thôi đi thôi. Anh tôi xin nghỉ nhìn không quen. Chịu tôi chưa biết làm sao. Cái này chịu thôi, cái Cứ này bỏ thì Adrian Suter trước để đi làm quen. shooter trước để làm quen. Đây. Và chơi mấy con game mà từ góc nhìn là top down từ trên xuống. Tôi Rồi hai chân rồi rồi rồi. tôi đang vào ác của ba t xong rồi tôi vào ác và xong rồi mấy cái đống quả bóng của ba t tôi sẽ vào ác của tôi để tôi xử lý. Ok, bây giờ thì vào mà còn cầm cái nào đầu tiên nhỉ, để xem nào. Quả nào cho được. Không, tôi phải cẩn thận chứ, mẹ mình éo cả được một cái là tôi ăn e đấy. Đây còn này đi. X2 cho mấy quả X với Ok. fake. Ừ, giá lai tôi quay ra khẩu MP5 Futuristic rồi. À, cái bộ Đắc MP5 đắt. rây á? Đắc rây à? Đắt rồi à? Đắt rồi, đắt rồi. Qua này bộ không ho lắm. Xin đi. Hôm qua tôi làm hai gói combo của cây cọp và cây AK không ra gì cả, làm một phiếu free thì ra được cây côn Katun, À, được lắm, hay lắm, hay chân ạ, à? Hay lắm. chủ yếu Anh là thì muốn lấy ngày giờ giờ đang cây được xíu chưa tới khuya. mà thầy ơi, mà thầy ơi, sao vậy? Anh bá. Cái gì đấy? Mobile Custom Blast. Wow, không kẹt như vậy. Nhờ ra con nào Không sao, ra có đồ thì cũng được, có đồ cũng được, ra nhưng mà gì con nào nếu là combo, nếu quả có may mắn Burning Brazil thì tôi lại thích gì nhỉ, nằm đấm thép hơn, nằm đấm đấy, thép. con đấy thì ngon. Ok, bây giờ bộ gì tiếp theo nhỉ? Con này. Alo, từ 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 hold up. Từ 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 hold up second. Đó. Cái này phải là hàng ngon đấy. Suốt chưa nhá? Mới chỉ gọi là thông báo thôi, có lúc nào ra thì tôi chưa xem, cũng phải xem là lúc nào ra. Bựa thật. Ra con nào ra, đúng con thế thải mẹ luôn. Rồi. Ra con nào ra lại phải ra đúng cái con phế thải vãi cả đái. Ra rồi nhá, được chơi được được mấy trận thử nước ngoài và streamer được mời chơi thử rồi. Mới thử rồi. Xem nào, chú ý cái này đi. Con này đi. 60 quả cơ mà, cho nên cứ thoải mái, ra thì ra, không ra thì thôi. Biết là thế, nhưng mà nó ra đúng con kia này ra tục hơi lấn cấn từ mà lấy như vậy đi. Gì gì nó ra cho đúng một con thì lý quỷ. Bình thường mà có người có đống người 60 quả kia nó còn trả lại cái gì kìa. Các bạn có sống được quả có ra cái mẹ gì đâu. Thật. Đấy, vô dịch tờ chính cái con mà tôi quay ra cho cá chính đây. Tôi ghi là trong 60 quả thì nó ra đúng mỗi con gì ở con ấy lắm. Cho cả. Tôi có tiếc đâu mà. Để ông quay gì cũng làm thú vị kênh Ok đi. chat. Tôi nghĩ Tôi là tôi tầm chỉ thoải mái á. 60 quả ra đúng búp bê 3 ngày cây VL luôn. Vãi cả đái quang hoài. RIP. RIP. Sợ búp bê 3 ngày nhỉ? Cái búp bê cái quả cầu mắn là Futurist với cô từ Witcher là có búp bê 3 ngày cho nên là mới có chuyện như thế. Ai mà hôm Búp qua tôi không bê ra cái quả cầu mắn là cái búp bê nào 10.000 HP, not bad. ra MP5 là may quá. Tôi ra thì MP5 cũng là coi như là gì nhỉ, các cụ nó cứu cho đấy. Ờ
xem nào.